một căn nhà, một căn biệt thự gỗ đó có tuổi đời là 200 năm tuổi, một căn biệt thự cổ được mang từ Huế vào đây để tạo dựng lại một cái khu biệt thự này. Và căn biệt thự nhà vườn cộng gỗ này là có diện tích bề ngang là 20 và chiều sâu là 21m và chiều sâu là gần 55m, có tổng diện tích là 1200m, có 200m đất thổ cư và có toàn bộ công trình nhà cửa cũng giống như cây cối tiểu cảnh. Quay qua cho cô chú chị cũng giống như đại gia đình chúng ta cùng xem. Thì mọi người xem qua video hôm nay nhớ cho Chung một xem, một like, một đăng ký để Chung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Vâng, xin chào tất cả mọi người, chào đại gia đình chúng ta đến với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Hôm nay Chung đang có mặt ở đây để gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta xem qua một căn nhà gỗ, một căn biệt phủ, một căn nhà vườn nghỉ dưỡng nằm tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa nha mọi người. Đó, đây là bước vào bên trong thì nhà chúng ta là có diện tích từ bên kia qua tới bên đây là tới 20, gần 22m và chiều sâu là hơn 50m, tổng diện tích là 1200m nha đại gia đình. Có một căn nhà gỗ ở bên trong cộng với lại vườn cây tiểu cảnh đẹp như thế này, có 200m đất thổ cư luôn rồi mà nằm ở trên một cái mặt tiền đường nhựa thông thoáng rộng rãi như thế này luôn nha cô chú anh chị. Và xung quanh nhà chúng ta thì tất cả là những căn nhà biệt thự rất là đẹp luôn. Cái khuôn viên mà căn biệt thự nghỉ dưỡng nhà chúng ta hôm nay mà Chung muốn gửi đến cho đại gia đình ta xem, đây là một căn nhà này, căn nhà gỗ nha mọi người. Thì đối diện nhà chúng ta, đây là quay camera qua đối diện nhà chúng ta, đây là một cái khung đường rộng thông thoáng, đường xe hơi nằm ở ngay phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó là những căn biệt thự, một cái view đẹp như thế này luôn nha đại gia đình. Còn cái khung cảnh mà căn nhà chính hôm nay Chung quay cho cô chú anh chị xem, bước vào bên trong chúng ta sẽ có một cái khung cửa nhà gỗ dựng bằng gỗ nguyên luôn nha mọi người. Đó, nguyên luôn, rộng rãi thoải mái luôn. Bước vào bên trong thì chúng ta sẽ có một cái căn nhà gọi là nhà mái, mà mái giống như là cổ xưa ở ngoài Huế mang vào luôn đó nha, ngoài Huế mang vào luôn. Đó, rất là đẹp luôn nha đại gia đình. Hôm nay Chung sẽ gửi đến cho đại gia đình ta xem, đó là một căn nhà gỗ mà làm mang từ ngoài Huế đi vô luôn nha. Tất cả là gỗ gỗ lim, gỗ mật, rồi gỗ đỏ. Đó, toàn cảnh cái khuôn viên khu vực sân vườn mọi người xem là nó rất là đẹp luôn rồi. Đây là toàn cảnh từ ngoài vào trong. Đây những cái khu khu vực có những cái chậu cây cảnh nó đẹp như thế này luôn nha đại gia đình. Bước vào bên trong thì có những cây tiểu cảnh như thế này, chúng ta nhìn thấy cái dàn cây tiểu cảnh không là đã thấy nó mê rồi. Đó, nhất là cái góc vườn mé bên tay phải của nhà chúng ta. Thì trước khi vào khuôn viên bên trong thì Chung sẽ mời cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta đi tham quan một vòng xung quanh khu vườn đi. Rồi tí nữa mình sẽ vào bên trong sau nha. Đó, cây cối tiểu cảnh trong vườn này là có diện tích bề ngang nó tới 20m nha đại gia đình. 21m, chiều sâu là 55m. Nằm ở tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đó. Và quan trọng là cái giá. Cái giá bữa nay là cực kỳ rẻ luôn. Cái giá rất là rẻ luôn nha mọi người. Đó. Ở khu vực bên đây thì chúng ta sẽ có cái góc, ở góc vườn nhà chúng ta đây là một cái hòn non bộ. Wow, hòn non bộ này có cá ở dưới, mấy cá ấy, cá tai tượng à, đã không? À. Đó, hòn non bộ ngay góc nhà, xung quanh thì có cảnh núi, cảnh sông, cảnh ao hồ. Đó, góc bên tay phải trong thì có khu vực cái chòi nhà mát lục giác. Ngồi đây là có những xuống ngắm cá rồi thả một ít cá, ít hồ, ít sen ở dưới này là phải nói là tuyệt đẹp luôn. Đó, như mọi người thấy qua khung cảnh là toàn khung cảnh đây là nó rất là đẹp luôn nha. Mọi người xem video thì nhớ cho Chung một xem, một like, một đăng ký để Chung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp để gửi đến cho cô chú anh chị cũng giống như đại gia đình chúng ta cùng xem nha. Đó. Gỗ này là tất cả gỗ là bằng làm bằng chất liệu là gỗ đỏ và gỗ mật rồi gỗ lim. Đó, đây là những cái khối gỗ này được mang từ ngoài Huế vào đây nha đại gia đình để làm lên một cái khung nhà. Đó, quá đẹp luôn à. Wow, còn đây là cái không gian chính của căn nhà đây. Đây là không gian chính của căn nhà gỗ mà hôm nay mà Chung muốn
trên kênh Nhà Đất Sài Gòn muốn gửi đến cho đại gia đình chúng ta xem là một căn nhà gỗ mái ngói cổ xưa như thế này luôn nè mọi người. Đây là thiên về là hàng cổ rồi nha mọi người. Còn cái khung cảnh đây thì mà đất với lại vườn cây ao cá không thì nó rất là nhiều rồi. Thì mọi người cứ xem video này rồi nhớ cho chúng một xem, một like, một bình luận, một đánh giá. Rồi chúng ta đi vào bên trong để cùng khám phá cái khu nhà gỗ này trước đi, xong rồi tí nữa mình sẽ khám phá cái khu vực sân vườn phía sau. Đó, đây là khu vực nhà gỗ nè, đúng là gỗ gỗ xưa, gỗ mà gọi là gỗ thời xưa thôi chứ không phải là gỗ xưa đâu nha mọi đại gia đình. Đó, đây là khối gỗ này được mang từ ngoài quê đi vào để làm. Đó, một căn nhà gỗ, wow, đẹp quá ha, nhìn quá chừng sắc sảo luôn. Ghế nặng dữ lắm luôn đó nha cả nhà. Đây là đúng hơi khảm trai nè, rồi làm theo đúng cái phong cách cổ xưa. Ai mà yêu thích căn nhà gỗ thì phải nói vô căn nhà gỗ này nhìn là chắc chắn là sẽ thích ngay nha mọi người. Đó, thích ngay luôn. Phía sau đây cũng có cửa mở ra nè. Đó, wow, ngoài có mấy con chó nữa. Toàn cảnh cái không gian cái khu nhà gỗ hôm nay mà Trung đang quay qua cho cô chú anh chị cùng xem. Thì mọi người xem video hôm nay thì nhớ để lại bình luận, và muốn mua căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ ngay với kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Trung sẽ tư vấn rõ ràng hơn, cũng giống như là gửi đến cho đại gia đình ta xem những video trung thực nhất, một trong những căn nhà đẹp nhất. Và đặc biệt là cái giá của căn nhà này chỉ có 16 tỷ đồng, chúng ta còn được thương lượng và bớt lọc với bên chủ nhà nha. 16 tỷ đồng mà nằm tại thành phố phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa. Đó, mọi người xem qua toàn cảnh cái khuôn viên là từ bên trong chúng ta nhìn ra bên ngoài. Đó, nhìn ra bên ngoài thì nó đẹp như thế đó mọi người. Đó. Ở đây có chú cóc nè, cóc vút lên, ông thần cóc. Gỗ này gỗ nguyên khối nè, đắp bằng cóc, đại bàng, chim. Và nó là rất là tuyệt luôn nè mọi người. Rồi chúng ta cùng khám phá tiếp cái khu vực xung quanh cái không gian căn nhà này đi nha. Đó, khung cảnh bên đây thì những cây cối tiểu cảnh như thế này thì đúng là tác phẩm của những nghệ nhân, họ mới làm được như thế này nha, rất là đẹp luôn. Toàn cảnh khuôn viên khu vực này thì ở dưới cũng được lót gạch sạch sẽ luôn nè mọi người, sạch sẽ hết luôn nè. Mình đi tham quan khu vực phía sau cũng có một căn nhà gỗ nữa. Tại khuôn viên đất này nó dài lên đến 55m nha đại gia đình. Ồ, đây có mấy chú chó dữ quá. Đây phía sau nhà có thêm hai căn nhà nữa. Hai căn này cộng với lần này. Đó, chó dữ quá cô. Đây là căn nhà ngói. Nhà ngói, nhà gỗ còn không gian mé bên đây thì cũng có nhà bếp. Đó, nhà bếp cũng làm bằng nhà gỗ luôn mọi người. Ở đây chúng ta tham quan căn nhà bên trong. Đó, đây là khu vực phòng bếp đây. Đó, phòng bếp thì nó rộng rãi, cũng làm toàn là gỗ hết à. Nhà này thì làm mới xây đây, kết hợp với lại đồ gỗ để cho nó thích hợp với ngôi nhà phía trước. Nhà này, nhà ngói này đúng ngói từ quê mang vào. Và phía sau đây chúng ta sẽ có thêm một cái khu hồ bơi nữa. Wow, nhà nuôi nhiều chó dữ. Đây, về đây cuối tuần mà chúng ta về đây có thời gian nghỉ ngơi chơi bời khá hay.
Rồi dữ quá. Ôi mấy chó dữ quá. Tê cây khế. Nhà nuôi nhiều chó như ta. Vâng, như vậy là Trung mới quay qua cho cô chú anh chị xem qua trên kênh Nhà Đất Sài Gòn. Một căn nhà, một căn biệt thự gỗ đó, có tuổi đời là 200 năm tuổi. Một căn biệt thự cổ được mang từ Huế vào đây để tạo dựng lại một cái khu biệt thự này. Và căn biệt thự nhà vườn cộng gỗ này là có diện tích bề ngang là 20 và chiều sâu là 21m và chiều sâu là gần 55m. Có tổng diện tích là 1200m, có 200m đất thổ cư và có toàn bộ công trình nhà cửa cũng giống như cây cối chụp cảnh ở trong nhà mà Trung mới quay qua cho cô chú chị cũng giống như đại gia đình chúng ta cùng xem. Thì mọi người xem qua video hôm nay nhớ cho Trung một xem, một like, một đăng ký để Trung có nhiều động lực review nhiều những video kế tiếp gửi đến cho đại gia đình chúng ta cùng xem. Thì đặc biệt căn nhà này giá chỉ bán là 16 tỷ 500 triệu đồng, chúng ta còn được thương lượng mạnh với bên chủ nhà. Thì cô chú anh chị nào quan tâm thật sự và muốn sở hữu cái khu nhà vườn này thì căn nhà vườn này nằm ở tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nha mọi người. Thì ai quan tâm nhanh tay bấm máy gọi ngay cho kênh Nhà Đất Sài Gòn nha. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những video kế tiếp. Nhớ share like và đăng ký kênh nha mọi người ơi.